Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Như sẽ làm một video clip để tư vấn cho các bạn cái cách mà các bạn chọn đồ thu phù hợp với cái bộ camera của nhà mình. Thì đây là trước mặt tất cả mọi người, đây là hai cái đồ thu. Thì tại sao mà Như đưa hai cái đồ thu để quay cho các bạn? Thì để cho các bạn có thể hiểu được đối với một bộ camera chúng ta nên chọn đồ thu như thế nào, và cho nó có một cái chi phí hợp lý nhất cho cái bộ camera của mình, là rẻ nhất và tối thiểu nhất. Vì tránh cái trường hợp là chúng ta không sử dụng tới những cái phần dư của cái đầu thu sẽ làm cái chi phí của chúng ta cao hơn, như vậy thì chúng ta sẽ lại mất tiếp thêm cái chi phí ở cái điều đó. Nên vì vậy ngày hôm nay sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn có thể chọn cái đầu thu phù hợp nhất với gia đình của mình nhé. Thì đây là hai cái đầu thu, một là đầu thu 4 cổng và một đầu thu 8 cổng. Thì đối với đầu thu ấy thì nó sẽ có đầu thu 4 cổng, đầu thu 8 cổng, đầu thu 16 cổng, đầu thu 32 cổng. Thì thông thường ấy, đối với gia đình mà các bạn mua về ấy, thì các bạn thông thường thì các bạn là chỉ có lắp từ khoảng 4 đến 8 cổng là ok, là chủ yếu. Nên vì vậy Như sẽ làm riêng cái clip là 4 đến 8 cổng cho các bạn thôi. Và cái đầu thu của ngày hôm nay quay cho các bạn là đầu thu CVI, đầu thu có dây, là đầu thu có dây. Còn đầu thu IP thông thường nó sẽ không có cổng các bạn, nó sẽ không có cổng và nó sẽ kết nối với nhau bằng mạng LAN, bằng mạng LAN giữa đầu thu với các camera. Còn đối với đầu thu CVI thì nó sẽ phải kết nối với nhau qua dây cáp tín hiệu, vì vậy nó sẽ có cổng. Thì đây là hai camera, hai cái đầu thu, một là đầu thu 4 cổng và đầu thu 8 cổng. Mình sẽ cho các bạn coi sơ qua một chút xíu nhé. Đây là đầu thu 4 cổng các bạn, đầu thu của thương hiệu Cablevision. Thì trước giờ như vẫn giới thiệu cho các bạn là một bộ camera sẽ bao gồm một camera, hai camera, ba camera, bốn camera, tùy cho các bạn. Thì đây là đầu thu 4 cổng các bạn nhé. 4 cổng nó sẽ có 4 cái lỗ như thế này, gọi là 4 cổng. Bên cạnh đấy thì 4 cổng nó sẽ có cái HDMI này, mạng LAN này, cái cắm VGA các bạn, cái VGA USB và cái nút nguồn để cắm cho cái đầu thu này. Thì đối với cái đầu thu 8 cũng vậy luôn các bạn. Đầu thu 4 thì nó sẽ có 4 cổng. Còn đầu thu 8 nó sẽ có 8 cổng các bạn. Đầu thu 4 là 4 cổng, đầu thu 8 là 8 cổng các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy sự khác nhau của nó chưa? Thì tại sao mà Như làm cái clip đầu thu 4 cổng và đầu thu 8 cổng cho các bạn? Thì đối với các bạn, khi mà các bạn mua về, các bạn tự lắp ấy, các bạn có thể chọn tùy theo cái đầu thu của nhà mình. Ví dụ như các bạn có nhu cầu hiện tại ấy, là các bạn muốn lắp 3 camera của nhà mình. Nhưng mà các bạn suy nghĩ là trong tương lai ấy, là các bạn sẽ nhắm là gia đình của bạn phải lắp thêm 2-3 camera nữa, mà các bạn đang chọn đầu thu 4 thì nó không hợp lý. Các bạn nên chọn đầu thu 8. Có nghĩa là khi mà các bạn mua bộ 3 camera về, các bạn mua 3 camera cộng cái đầu thu 8 và cộng giống như một bộ, như đã báo cho các bạn, về một bộ camera sẽ bao gồm những gì? Gồm camera, đầu thu, ổ cứng, nguồn, jack, ba lâm, rồi những cái phụ kiện đi kèm một bộ camera nữa. Thì khi mà các bạn mua, các bạn chọn xem cái nhu cầu tư vấn của các bạn là gì. Ví dụ các bạn lắp một bộ 3 camera thì cái đáng nghĩa là nếu mà các bạn lắp một bộ 3 camera, các bạn sẽ chọn đầu thu 4 rất là ok rồi. Nhưng các bạn phải xem là về tương lai các bạn có lắp thêm hay không, thì các bạn có thể mua dư cái cổng nó ra, tránh cái trường hợp là khi mà các bạn lắp thêm ấy, sẽ không còn cổng nữa. Không còn cổng như vậy thì các bạn phải mua thêm đầu thu, hoặc là các bạn phải nâng cấp lên đầu thu tùy nơi các bạn. Có nghĩa là nếu những cái nơi người ta mua, các bạn mua thâu cái đầu thu cho các bạn ấy, thì cái chi phí mà người ta thu lại vào các bạn nó cũng không còn rẻ còn mắc nữa, mà nó sẽ rất là rẻ. Nên vì vậy thì cũng vẫn mất cái chi phí nằm ở trong cái chỗ mà chúng ta lựa chọn đầu thu không chính xác. Vì vậy ngay từ đầu ấy, các bạn nên chọn đầu thu chính xác thì chúng ta đỡ mất thêm chi phí. Đã có nghĩa là nếu như các bạn có nhu cầu lắp đặt 3 camera nhưng mà hiện tại ấy, các bạn chỉ lắp 3 camera thôi, nhưng mà tương lai các bạn sẽ lắp thêm 2 camera nữa, thì các bạn nên chọn đầu thu 8. Vì là nếu mà các bạn chọn đầu thu 4 nó sẽ thiếu một cổng là 5 cổng đâu có đủ đâu, thì các bạn nên chọn là đầu thu 8. Thì về sau các bạn có lắp thêm bao nhiêu camera nó có đủ 8 cổng thì các bạn tha hồ các bạn lắp, không cần phải nâng cấp đầu thu, không cần phải mua thêm đầu thu, không phải mua các cái đầu thu khác. Thì đó, thì chúng ta không phải rườm rà cái chi phí đó nữa. Thì các bạn nên chọn đối với cái đầu thu là 4 cân ấy, thì nó sẽ phù hợp với 4 camera. Đối với đầu thu 8 cân ấy là 8 camera, và bên cạnh đấy đối với đầu thu 4 cân ấy, nó sẽ có ẹp thêm được 2 cái cân IP cho các bạn nữa. Đầu thu 4 thì sẽ được ẹp 1 cân IP, còn đầu thu 8 sẽ được ẹp thêm 2 cân IP. Có nghĩa là sao? Đối với đầu thu 4 CVI các bạn sẽ được 4 con camera CVI và 1 con IP, còn đối với đầu thu 8 nó sẽ được là 8 con CVI và 2 con IP. Nhìn thì như vậy, nhưng muốn nói với các bạn là khi mà các bạn chọn được một bộ camera của mình ấy,
các bạn nên xem xét là gia đình mình sẽ lắp bao nhiêu camera, có nghĩa là nhu cầu gia đình của mình lắp bao nhiêu camera. Ví dụ các bạn lắp 5 camera thì chắc chắn các bạn phải chọn đầu thu là đầu thu 8 rồi, tại vì đầu thu 4 nó sẽ không có đủ lỗ. Còn nếu như các bạn chọn theo kiểu như là 4 CVI và 1 cam IP, giống như các bạn nói, giống như nói với các bạn ấy, là 4 camera CVI, 1 cam IP Wi-Fi cũng có thể ẹp được, nó có là camera IP có thể ẹp vào đầu thu là ra camera IP nha các bạn. Còn đối với như nếu như các bạn 6 camera, các bạn phải chọn đầu thu 8, 7 camera các bạn cũng phải chọn đầu thu 8. Đó là cái điều cơ bản các bạn phải biết. Còn đối với những trường hợp là các bạn lắp 5 camera nhưng hiện tại chỉ muốn lắp 3 camera thôi, tương lai các bạn muốn lắp thêm 3, 4, 5, 6 cam gì nữa, thì các bạn nên chọn cái đầu thu để tương lai các bạn còn dư lỗ các bạn có thể lắp vào. Thì đối với giá của mỗi đầu thu này sẽ khác nhau các bạn. Giá thành của mỗi đầu thu sẽ khác nhau, như sẽ cho các bạn coi. Cho các bạn coi cái giá của đầu thu. Thì hiện tại như đang cho các bạn coi là đầu thu AI, là đầu thu air cooler, đầu thu nó tiết kiệm dữ liệu cho các bạn, nó có nghĩa là nó làm cho cái dữ liệu của cái ổ cứng của mình nó được nhiều nhất đấy các bạn, nó lợi ép cái ổ cái dữ liệu của camera nó nhỏ thấp nhất thấp xuống thì cái ổ cứng sẽ lưu trữ được dài ngày hơn đấy các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái đầu thu nó giá nó khác nhau như thế nào. Và đây là giá niêm yết trên catalog của Cablevision các bạn nhé. Như đây các bạn thấy, có thể thấy nè, các bạn có thể thấy nha, đầu thu 7104S6 là đầu thu đời cũ rồi, không phải cũ nữa mà nó sẽ là mới, thì nó sẽ là 7104AI các bạn thấy không. Đầu thu 4 cân như cho các bạn coi á, là 2.390.000. Thì hiện tại mà các bạn mua về các bạn tự lắp ấy, như đang để cho giá kỹ thuật cho các bạn về tự lắp ấy, giá là 1.104.000. Cái giá này rất hợp lý cho các bạn tự lắp luôn. Còn đối với cái đầu thu 8 này ấy, thì giá nó là 1.400.000 ấy các bạn, 1.400.000 ấy. Nói chung là nó rất là tốt cho các bạn. Thì cái giá đầu thu 7108AI giá của nó hiện tại là 3.100.000. Nên vì vậy khi mà các bạn có nhu cầu lắp đặt camera ấy, thì sẽ báo giá chi tiết từng cái thiết bị cho các bạn để các bạn hiểu một bộ camera bao gồm những gì. Cái thứ nhất để cho các bạn biết là một bộ nó sẽ bao gồm những gì. Cái thứ hai ấy, khi mà các bạn hiểu từng cái thiết bị của nó, các bạn rất là dễ lắp đặt. Khi mà các bạn mua về các bạn hiểu từng thiết bị, thứ nhất là dễ lắp đặt, cái thứ hai là các bạn mua đỡ phải shop nữa các bạn. Chứ ví dụ như sẽ combo cho các bạn một trọn bộ luôn, nhưng mà trong đó các bạn sẽ không hiểu cái này đi với cái gì, cái này đi với cái kia, với cái như thế nào, chỉ biết là trọn bộ thì mới tiền. Có thể như sẽ làm điều đó cho các bạn để cho các bạn dễ tính tiền và ước lượng số tiền chi phí mình bỏ ra là bao nhiêu, như sẽ làm điều đó. Nhưng mà trước khi mà như ước lượng xong ấy, như sẽ báo chi tiết từng thiết bị là nó sẽ bao gồm những cái gì cho các bạn luôn. Các bạn có thể bỏ những cái thiết bị không cần thiết ra cho các bạn, nhưng thông thường như chọn cho các bạn một bộ camera ấy, là nó chọn một bộ. Khi các bạn mua về nó không thiếu một cái thiết bị gì cả. Còn nếu như mà các bạn nhà mà các bạn đã có sẵn những cái thiết bị gì là rồi đó rồi, một cái nào thiết bị nào đó rồi của bộ camera ấy, các bạn có thể bỏ những cái thiết bị đó ra để tiết kiệm chi phí hơn. Thì tất cả những cái gì mà như muốn làm cho các bạn ấy, là để cố gắng tiết kiệm chi phí nhất cho các bạn để các bạn lắp đặt camera. Với khi mà như chọn cho các bạn ấy, thì như sẽ cố gắng để cái mức giá gọi là tốt nhất để cho các bạn có thể tiếp cận được cái mức giá kỹ thuật để về tự lắp. Cái thứ nhất khi mà các bạn mua về cái giá và kỹ thuật về tự lắp ấy, các bạn được gọi là tiếp cận được cái mức giá tốt nhất này, và được tiết kiệm chi phí nhân công nếu như các bạn không phải lắp camera. Tất cả đơn giản là đối với camera nó rất là đơn giản lắp các bạn, rất là đơn giản. Chỉ khi nào mà nhà mình là phụ nữ nhiều thì cái vấn đề mà khoan hay đục tường thì đó nó hơi cực một chút xíu, tại vì mỗi camera mà lắp lên ấy, cần phải khoan tường. Thì khoan tường thì cần phải có những anh thanh niên thì mấy anh thanh niên có thể khoan được. Còn lại về cấu hình, về cài đặt thì rất là dễ và rất là đơn giản, có thể những anh có thể chị gái có thể làm được luôn, chứ không phải là con trai nữa. Nên vì vậy đối với bộ camera ấy, nếu mà các bạn nào có nhu cầu và mua về tự lắp ấy, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như. Cái thứ nhất về vấn đề thiết bị, Như sẽ cố gắng để cái mức giá tốt nhất cho các bạn, bảo hành chính hãng cho các bạn và chọn cho các bạn những sản phẩm là tốt nhất. Thì đầu tiên ấy là các bạn sẽ an tâm về cái sản phẩm, với cái chất lượng sản phẩm mình nhận được. Cái thứ hai là trong quá trình mà các bạn lắp đặt ấy, các bạn sẽ được hỗ trợ trong suốt quá trình các bạn lắp. Xong một vấn đề mà các bạn cài đặt phần mềm, trong quá trình mà các bạn sử dụng các bạn không hiểu gì, các bạn cũng được hỗ trợ để các bạn được em hiểu cái phần mềm các bạn sử dụng. Mà thông thường ấy, đối với dòng camera Cablevision này, phần mềm của nó rất là dễ sử dụng các bạn, rất đơn giản và dễ sử dụng. Cái thứ hai nữa là khi mà nhấp vô nó rất là chạy nhanh, nó không có bị lag và nó không có bị mất thêm cái chi phí gì của những cái đời camera trước. Tại vì nhất là nhiều cái
cô chú anh chị sử dụng camera đời trước than phiền là gia đình có lắp camera mà bộ phải mất thêm chi phí tên miền, chi phí gì hàng năm ấy. Thì cái điều này đối với camera Cablevision nó bắt đầu chọn gói nói về vấn đề tên miền hàng năm thì cho các bạn rồi, không phải mất thêm cái chi phí gì nữa cả đó. Thì những cái clip mà như làm cho các bạn thì cố gắng để cho các bạn là những cái camera, những cái đồ thu, những cái thiết bị linh kiện camera điện tử gì đó với cái giá tốt nhất. Nếu như mà các bạn thấy nơi nào mà rẻ hơn thì các bạn có thể hiểu được là đối với một sản phẩm mà bán ra nó sẽ mất một cái khoản gọi là chi phí về bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, và trong suốt quá trình các bạn sử dụng ấy, các bạn sẽ được bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật một cách gọi là tốt nhất. Không biết là các bạn có biết là khi mà một sản phẩm kỹ thuật mà bán ra, công nghệ mà bán ra ấy, thì cái phần đề về dịch vụ nó sẽ rất là vượt về vấn đề dịch vụ ấy, nó tốn là nhiều hơn so với vấn đề về chân lật, về giá cả của cái thiết bị đó. Tại vì thông thường ấy, giá mà nó chân lật đấy là sẽ là cái phần lời của cửa hàng, nhưng cái phần lời đó nó sẽ đập hết vào cái vấn đề về dịch vụ, vấn đề về tư vấn, vấn đề về hỗ trợ. Thì cái đó thì như nghĩ là nó hợp lý. Vì vậy đối với bất cứ một cái sản phẩm nào mà như giới thiệu cho các bạn ấy, thì sẽ cố gắng thứ nhất là đưa cho các bạn lời tư vấn tốt nhất, cái thứ hai là thông tin chính xác nhất cho các bạn, cái thứ ba là cam đoan với các bạn tất cả những hàng của các bạn chọn ấy, như chọn cho các bạn ấy, thì luôn luôn là hàng chính hãng và được đảm bảo chất lượng 100%. Cái thứ tư là toàn bộ những thiết bị như bán ra cho các bạn ấy, sẽ cố gắng đưa với mức giá tốt nhất cho các bạn để tiếp cận với mức giá tốt nhất. Tại vì thông thường các bạn biết không, cái giá mà như đưa cho các bạn ấy, thì sẽ không bao giờ có cái mức giá để cho khách lẻ tiếp cận được đâu. Thì thường chỉ là khách kỹ thuật thôi. Ví dụ như kỹ thuật bảo tới cửa hàng muốn mua như vậy thì người ta phải nói là người ta kỹ thuật xin mức giá đó, nhiều khi còn chưa bằng cái mức giá mà như đưa cho các bạn để các bạn có thể về tự lắp nữa. Tại thứ nhất là như muốn, tại vì tất cả những anh chị cô chú ở tất cả các nơi trên Việt Nam mình có thể lắp được camera, tại vì cái vấn đề là camera nó rất là quan trọng. Tại vì gặp rất là nhiều cái trường hợp mà cần phải coi camera lại thì mới biết được nó từng công việc, cái sự kiện hay là cái vấn đề của nó như thế nào, thì cái điều này như thế là hợp lý. Chỉ khi nào mà người ta viện cái camera để người ta làm việc xấu thì cái camera đó nó sẽ là tiêu cực. Còn đối với cái vấn đề camera ấy, thì đối với gia đình mỗi người thì nên có camera để quan sát gia đình của mình, để nó tránh cái tệ nạn của mọi người xung quanh của mình ấy, thì mình có thể coi được camera vừa có thể bảo vệ gia đình vừa có thể quan sát mọi người xung quanh, thì cái điều này rất hợp lý. Vì vậy đối với như ấy thì sẽ cố gắng làm cái vấn đề tốt nhất cho các bạn là bằng cách cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho các bạn, để vấn đề gì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với Như, hoặc là cần tư vấn gì thì sẽ cố gắng hết sức để tư vấn cho các bạn. Thì như quay trở lại một chút xíu là đối với hai cái đầu thu này ấy, thì đối với những cô chú anh chị mà muốn có nhu cầu lắp đặt camera ấy, các bạn có thể chọn một trong hai đầu thu là đầu thu 4 cổng và đầu thu 8 cổng. Nếu như có nhu cầu lắp từ 4 camera trở xuống, các bạn sẽ chọn đầu thu 4 cổng là đầu thu như thế này. Đây là đầu thu 4 cổng. Thì đối với đầu thu 4 cổng thì sẽ chú sẵn chọn cái 4 cổng như vậy cho các bạn. Nếu như các bạn cho đầu thu 4 thì đối với 4 camera trở xuống, còn đối với 5 camera trở lên và 8 camera trở xuống thì các bạn sẽ chọn đầu thu 8. Thì đầu thu 4 với đầu thu 8 nó tương tự như nhau các bạn. Nó cũng sẽ có cái jack mic cái này. Jack audio L và audio in, HDMI, VGA, cổng LAN, USB và cái lỗ nắp cắm nguồn cho đầu thu của mình. Thì đó, thì đây là mới chỉ là cái đầu thu các bạn. Thì đối với cái bộ camera thì cần phải có đầu thu và ổ cứng. Thì cái ổ cứng trước mà đã nói với các bạn là cái cách các bạn chọn ổ cứng cho phù hợp với gia đình của mình. Thông thường thì đối với gia đình thì các bạn sẽ chọn cái dung lượng cái phù hợp cho gia đình của mình. Nhưng đối với như mà tư vấn cho các bạn thì nên cho các bạn chọn đầu thu là đầu thu phù hợp với camera. Còn ổ cứng thì sẽ chọn ổ cứng tối thiểu là 1T trở lên. Vì đối với ổ cứng 1T trở xuống ấy, nó sẽ là hàng không phải chính hãng. Thì như vậy đối với hàng chính hãng rất là dễ lỗi các bạn. Có cái 10 ổ thì hầu như 5 ổ sẽ bị lỗi, 5 ổ còn lại hết thời gian bảo hành nó sẽ lỗi, và chỉ còn duy nhất ví dụ như may mắn lắm sẽ có một ổ nó sẽ không hề lỗi gì các bạn. Đó, thì mình sẽ không chơi cái điều mà nó gọi là nó một ăn hai thua như vậy, nên vì vậy mình sẽ không tư vấn cho các bạn lấy ổ cứng 500G. Nhưng đối với khách hàng mà có nhu cầu muốn giá rẻ như vẫn có thể hỗ trợ các bạn để các bạn có thể chọn ổ cứng 500G đó. Tại vì bên hiện tại bên cửa hàng Như có phải ổ cứng 500G luôn các bạn, chứ không phải là không có nha các bạn. Có, nhưng mà các bạn Như không muốn tư vấn cho các bạn sử dụng ổ cứng 500G. Tại vì thông thường ổ cứng 500G nhau với các bạn
lỗi rất là nhiều các bạn, nên sẽ không cố gắng tư vấn cho các bạn đổi có 500 GB. Nhưng mà nếu có kỹ thuật nào, có cô chú chị nào mà muốn giá rẻ thì Như vẫn tư vấn cho các bạn ổ cứng 500 GB, nhưng Như sẽ nói trước với các cô chú anh chị là cái ổ cứng này rất là dễ lỗi. Thì nếu như các bạn cô chú anh chị mà vẫn muốn giá rẻ thì Như vẫn bán cho cô chú anh chị, nhưng mà sẽ nói trước vấn đề đó. Nếu như mà cô chú anh chị vẫn có nhu cầu thì Như vẫn có thể lắp cho cô chú anh chị, nhưng mà Như chỉ nói trước cho cô chú anh chị thôi. Tại vì thường thì Như sẽ cố gắng là sẽ không có bán ổ cứng 500 GB, tại vì khi mà nhập về như vậy thì Như rất là, tại vì bán cho các cô chú anh chị ở xa, vấn đề bảo hành bảo trì khi mà gửi chi phí gửi qua gửi lại nó rất là phức tạp, nên vì vậy Như sẽ không có bán cho nợ ở xa. Còn ở gần ở tại cửa hàng Như sẽ, tại vì vẫn còn cái ổ cứng đó vẫn có sẵn trong kho các bạn, nhưng mà Như sẽ không bán cái sản phẩm đó cho những khách hàng thân thương của Như hoặc là những khách hàng bạn online, và gọi như tư vấn tận tình cho các bạn luôn. Thì còn vậy thì Như sẽ không có tư vấn điều đó. Còn lại thì Như sẽ cố gắng là nếu mà các bạn muốn rẻ thì sẽ cố gắng để cái ổ cứng rẻ nhất cho các bạn, nhưng mà Như sẽ báo trước là cái ổ cứng nó sẽ không tốt cho cái bộ camera của mình. Thì đối với bộ camera thì đầu thu camera và ổ cứng là quan trọng, chỉ cần ba cái thứ này nó là chính hãng thôi thì cái bộ camera của mình nó hoạt động ok rồi. Còn lại những thiết bị đi kèm của nó như là nguồn và jack, người ta phải chọn cố gắng cho các bạn là cái sản phẩm tốt trở lên. Thì nói chung là cái bộ camera nó ít khi lỗi lỗi lắm. Nếu mà các bạn chọn toàn bộ là chính hãng về hàng tốt thì không bao giờ lỗi. Còn cái vấn đề còn lại là cáp các bạn, thì thường ấy các bạn mua cáp ở đâu cũng được, nhưng mà trước khi mà các bạn mua cáp thì sẽ cố gắng cho bạn cái cách chọn cáp. Tại vì khi mà các bên Như đã làm công trình camera rồi thì trải qua bao nhiêu thời gian lắp camera thì sẽ có một cái kinh nghiệm gọi là lắp chọn cáp phù hợp cho từng khách hàng. Tại vì thứ nhất khi mà lắp về sẽ có những cái kép nó sẽ bị lỗi, nó sẽ bị đứt, nó sẽ bị nhiễu, sẽ bị, nói chung là bị khách hàng gọi phải nè thế, mình phải chạy tới, mình phải bảo hành, mình phải đi dây lại. Thì cái vấn đề đó Như sẽ hạn chế tối thiểu và rút ra được kinh nghiệm là cái cách nào tốt cho khách hàng để chọn cho khách hàng cái cách tốt nhất. Và thông thường khi mà Như tư vấn cho khách hàng thì sẽ chọn cái cách tốt nhất và ít lỗi nhất và bên Như làm cho khách hàng của mình. Tại vì trải qua bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm thì mình sẽ biết được cái cách nào tốt, chứ không phải tự nhiên mà biết được. Nên vì vậy thông thường là các bạn đừng nên gọi là chơi rủi ro, nên các bạn nên xem những người đi trước người ta xài cái cách như thế nào mình sẽ xài như vậy. Vì vậy như là cái người đã lắp cho những khách hàng rồi, để chọn cái cách nhất tốt cho các bạn. Nên vì vậy khi mà các bạn có nhu cầu, bất cứ một cái nhu cầu về camera các bạn không hiểu, các bạn không mua mà các bạn muốn tư vấn, các bạn vẫn có thể hỏi Như để Như tư vấn cho các bạn tốt nhất nhé. Thì bất cứ một các bạn nào có nhu cầu lắp đặt camera, mua camera wifi, tư vấn camera mà chưa hiểu về camera gia đình của mình và chưa có an tâm là không biết là lắp camera như thế nào, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Như để Như tư vấn cho các bạn là tận tình nhất, cố gắng tư vấn một cái cách mà bạn dễ hiểu nhất và đảm bảo cho các bạn là sẽ cố gắng làm một cái gọi là một cái dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng cho các bạn một cách tốt nhất nữa, và sản phẩm chắc chắn là phải là hàng chính hãng, hàng tốt với tay của các bạn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay nhé.